Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Phúc An TV tiếp tục cập nhật về show diễn của đàn gà con cùng với ca sĩ Mạnh Quỳnh. Mới đây, cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ, Mạnh Quỳnh đã chính thức live stream thông báo về show diễn sắp tới đây của Mạnh Quỳnh khi trở về Việt Nam. Cụ thể thì anh Mạnh Quỳnh chia sẻ vào thứ tư tuần sau, hôm nay là Chủ nhật, anh ấy sẽ về Việt Nam để chuẩn bị cho những show diễn tại Việt Nam. Đầu tiên là show Xuân Phát Tài sẽ diễn ra vào ngày 13 tây tháng 1, 2024. Hiện tại thì những ngày vừa qua râm ran rất là nhiều thông tin. Cô chú anh chị khán giả nói rằng show vào ngày 18 tháng 1 cho nhau nụ cười xuân. Có một số kênh YouTube nói rằng show này sẽ không có học trò nữ của anh Mạnh Quỳnh, tức là ca sĩ Dương Huệ hay còn gọi là ca sĩ Hoàng Tâm Anh. Thì ngày hôm nay Mạnh Quỳnh đã chính thức live stream để nói về những show diễn đó, trong đó có show diễn vào ngày 18 tháng 1, đó là cho nhau nụ cười xuân. Vậy thật hư trong show diễn này có học trò nữ Dương Huệ hay còn gọi là nghệ danh mới đây đã được đổi, đó là Hoàng Tâm Anh hay không? Thì mời cô chú anh chị nghe ca sĩ Mạnh Quỳnh nói trực tiếp thì chúng ta sẽ rõ câu chuyện thực hư như thế nào. Còn những ngày qua, những kênh YouTube kia thông báo là chỉ có Mạnh Quỳnh biểu diễn cùng với hai cặp đôi, đó là Trường Sang Tuyết Nhung cùng với Thiên Ngân Di Juno. Vậy có Hoàng Tâm Anh hay ca sĩ Dương Huệ hay không? Cô chú anh chị nghe sẽ rõ câu chuyện này như thế nào, vì có rất là nhiều cô chú anh chị đã gọi điện hỏi Phúc là show diễn này có đổi hình ảnh poster hay không, vì sao có kênh YouTube nói rằng không có Hoàng Tâm Anh, tức là ca sĩ Dương Huệ. Sau đây mời cô chú anh chị nghe sẽ rõ câu chuyện thật hư có Dương Huệ biểu diễn cùng với học trò, cùng với thầy của mình hay không. Mời cô chú anh chị nghe trong buổi live stream ngày hôm nay, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã nói về show diễn 18 tháng 1 cho nhau nụ cười xuân. Với chủ đề là Xuân quê hương, và ngày 18 tây tại Sài Gòn tại phòng trà Đồng Giao, Mạnh Quỳnh cùng với hai đứa học trò và cũng như mấy đứa con nuôi của Mạnh Quỳnh cũng như đứa cháu để chuẩn bị một chủ đề xuân cho nhau nụ cười xuân. Với những nhạc phẩm vui nhộn, vui tươi để quý vị làm tiễn năm cũ và chào đón năm mới 2024. Thì đến đó thì quý vị sẽ được nghe Mạnh Quỳnh hát live bài hát chủ đề đó là cho nhau nụ cười xuân. Thì Mạnh Quỳnh viết theo cái thể loại vui nhộn, vui tươi lên giống như cái nhạc phẩm Xuân Ước Hẹn quý vị đã xem trên kênh YouTube của ca sĩ Hoàng Tâm Anh. Đó là Xuân Ước Hẹn thì Mạnh Quỳnh sáng tác cùng thời điểm hai nhạc phẩm, và có một bài hát nữa mà Mạnh Quỳnh cũng mới vừa đăng lên trên YouTube Office Mạnh Quỳnh Official của Mạnh Quỳnh, đó là bài hát bài ca xuân tặng người. Thì Mạnh Quỳnh tặng ai thì quý vị cũng đã biết rồi, Mạnh Quỳnh không có cần phải nói ra. Thì Mạnh Quỳnh mới vừa đăng thì được quý vị ủng hộ rất là nhiều, và quý vị đang cũng đang tiếp tục lắng nghe và theo dõi cũng như chia sẻ nhạc phẩm đó. Và ngày 19 tây tháng 1 thì Mạnh Quỳnh được trở lại phòng trà Đồng Giao cùng với Jack Long và nữ ca sĩ trẻ Dương Tí Ánh Bùi, gửi đến quý vị một đêm nhạc rất là nhiều màu sắc, đêm nhạc của nhạc sĩ Vinh Sử, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, với chủ đề là Lâu Đài Tình Ái. Thì quý vị biết là những nhạc phẩm mà Mạnh Quỳnh chọn lọc trong cái đêm đó thì toàn là những nhạc phẩm nổi tiếng, chẳng hạn như là Bỏ Cửa Trái Tim, nhạc sĩ Vinh Sử, Làm Dâu Xứ Lạ, Chuyến Xe Lâm Chiều, Người Mua Kéo Mô Câu, những nhạc phẩm mà Mạnh Quỳnh đã đi hát từ những năm đầu tiên thu âm nhạc phẩm đó, Người Mua Kéo Mô Câu này, rồi Gái Nhà Nghèo, vân 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 vân. Và bên cạnh đó thì nhạc sĩ Trần Thiện Thanh rất là đa dạng, với Lâu Đài
đài tình ái với chuyện hẹn hò, với đám cưới đầu xuân, rất là nhiều tiết trắng. Thì đêm đó thì Mạnh Quỳnh sẽ cùng với hai đứa cháu rất là dễ thương sẽ cùng cống hiến vị đêm nhạc thật là ấn tượng của ngày 19 tay với chủ đề lâu đài tình ái. Quý vị sẽ được lắng nghe những nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Tuân Sử và nhạc sĩ Trần Tiến Thanh. Quý vị thì Mạnh Quỳnh vé có nghe bên Bộ Đồng Giao thông báo như thế nào thì quý vị cứ liên lạc trực tiếp với Bộ Đồng Giao để coi còn vé hay là không. Vé tốt thì Mạnh Quỳnh nghĩ là hết rồi, nhưng còn những cái vé phía sau hoặc là những cái vé mà thực ra thì phòng trà nó nhỏ lắm, khoảng chừng 150-200 người thôi, cho nên quý vị ngồi đâu cũng ấm cúng, thậm chí mình hát không cần microphone quý vị nghe rất là rõ. Thì quý vị đừng có ngại đâu, ngồi xa hay là ngồi không thấy rõ, ngồi rất là rõ, quý vị ở đâu cũng nghe giọng Mạnh Quỳnh lạc quan, không có nhỏ đâu. Và Mạnh Quỳnh sẽ đứng trên sân khấu, quý vị nhìn rất là gần gũi, cho nên quý vị hãy đến với đêm nhạc 18 tây cho nhau nụ cười xuân, và đặc biệt là đêm nhạc 19 tây lâu đài tình ái của hai nhạc sĩ Tuân Sử và Trần Tiến Thanh 13 tây tháng 1 thì ở Hà Nội ở Sky Lao, với chủ đề là xuân quê hương. Mình sẽ kết hợp những nhạc phẩm về mùa xuân của Mạnh Quỳnh sáng tác cùng những nhạc phẩm xuân của những nổi tiếng trong suốt bao nhiêu năm qua. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ hát những bài hát thật là tình cảm, thật là mùi mẫn để cho quý vị nghe cho thỏa mãn. Từ đó thì chắc chắn Mạnh Quỳnh cũng không hát dưới 25 bài đâu, cho nên quý vị nào muốn nghe Mạnh Quỳnh thoải mái cho đã thì hãy đến với ba đêm nhạc với Mạnh Quỳnh, để cùng chúng ta chào đón một cái năm mới thật là nhiều hứa hẹn. Đó, cô chú anh chị vừa nghe Mạnh Quỳnh tâm sự. Tối thứ bảy, hiện tại địa phương mình ở Vancouver, tiểu bang Washington. Thì ở bên ngoài mưa rí rách từ sáng tới giờ, và thậm chí là có thể sẽ mưa trong những ngày tới và sẽ có tuyết. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Mình gào thét tên, ai cũng bảo mình gào thét hết như là sao. Ok, thôi thì cuộc vui nào thì nó cũng tàn có quý vị. Thôi thì Mạnh Quỳnh cũng cố gắng sắp xếp để có một buổi live stream trước khi trở về Việt Nam để hát, cũng như sau đó thì trở lại Mỹ với những show dày đặc trong dịp Tết Nguyên Đán của chúng ta. Thì cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Và nếu quý vị nào bận rộn hôm nay ngày thứ bảy đưa gia đình đi chơi đi đâu đó cũng có nhiều để xem, thì có thể về xem lại sau cái buổi livestream này. Mạnh Quỳnh sẽ phát lại trên cái trang Mạnh Quỳnh fanpage của Mạnh Quỳnh, các vị vào đó sẽ xem tất cả những cái đầy đủ cái chương trình livestream của tối đêm nay đó. Cô chú chị vừa nghe xong, Mạnh Quỳnh đã livestream nói về show diễn vào ngày 18 tháng 1 có học trò nữ Dương Huệ hay là nghệ danh mới là Hoàng Tâm Anh hay không? Chỉ nhiên là có nha cô chú anh chị, đó là hát cùng hai học trò cùng với đàn gà con. Như vậy là Phúc đã trả lời cô chú anh chị khán giả về việc hỏi show 18 tháng 1 có học trò nữ Dương Huệ hay không. Đó là thông tin có nha cả nhà. Còn việc cô chú anh chị ủng hộ hay không thì do cô chú anh chị khán giả chúng ta yêu mến và ủng hộ ai thì chúng ta có thể mua vé xem. Vì ngày đó khẳng định một lần nữa qua việc chia sẻ trong buổi live stream ngày hôm nay, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã chính thức nhắc là sẽ có hai học trò của mình cùng với đàn gà con. Vì vậy cô chú anh chị nào chúng ta nghe kênh YouTube nói không có Dương Huệ, đó là thông tin không chính xác nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like cũng như đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.